có biết son môi bạn thường tôi được tạo ra từ xác con rệp? Không chỉ vậy, son càng cao cấp càng chứa nhiều rệp. Loại rệp này được gọi là cochineal rệp son. Chúng chủ yếu ký sinh trên xương rồng. Phần thân của rệp son chứa nhiều axit caminic. Chất này là thành phần chính của quá trình phát triển màu son. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều mỹ phẩm cũng chứa rệp son này. Hãy nói với bạn gái mình để cô ấy không bắt mình mua son nữa nào. Hi hi.